Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Chào các bác, giới thiệu với các bác một lô hàng mới. Đó là túi đeo hông. Túi đeo hông màu ngụy trang nhá. Lô hàng này thì cũng mới hết được khoảng một tuần đây. Anh em đặt rất là nhiều nhưng mà chưa có. Lúc trước thì số lượng có ít, đợt này số lượng có nhiều nhá, cả mấy trăm cái nhá. Các bác cứ thoải mái đặt hàng. Các bác đầu tiên nhá, là trước khi giới thiệu thì tôi báo giá luôn để cho các bác nắm được. Đó là giá ở thời điểm hiện tại bây giờ ấy, nó là 200.000. 200.000 một cái túi này. Đã bao gồm cả cước phí chuyển phát về tới nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Thế còn hình thức mua hàng thì các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với lại cái số điện thoại mà tôi gắn bên cạnh tiêu đề, hoặc là số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình, ở một góc màn hình đấy nhá. Các bác liên hệ trực tiếp thì sẽ gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng hướng dẫn các bác cách đặt hàng, rất là đơn giản thôi, cho thông tin họ tên địa chỉ, hàng về tới tận tay, bóc ra xem và kiểm tra, thanh toán tiền cho người giao hàng nhá các bác nhá. Đây. Giới thiệu với các bác, túi này là túi ngụy trang, túi màu rèn ri, hình thức đeo của nó là đeo hông nhá, đeo hông nhá. Và cái túi này là có riêng một ô để đựng chai nước để tránh nhầm lẫn. Các bác khi mua túi này, các bác vui lòng bảo với shop là bán cho tôi một túi rèn ri có ô đựng chai nước đấy, hoặc là túi có ô đựng chai nước, hoặc là các bác nói rõ ràng là túi đeo hông có ô đựng chai nước màu rèn ri đấy, như vậy nhá. Thế còn nếu mà các bác nào muốn chọn màu vàng bò thì các bác nói là cho tôi một túi đeo hông có ô đựng chai nước và màu vàng bò nhé. Đây, giới thiệu với các bác này, đây là cái mặt trước của túi này. Các bác lưu ý kỹ nhá, đây là cái form này là form vừa nhất, nhìn nó gọn gàng nhất. Nó sẽ có một số hàng form nó rộng hơn, nó rộng ra tới đây này, nó quá là rộng, nó rất là xấu khi mình đeo vào người ấy, nó phủ qua cả bụng mình luôn. Cái form này là form vừa phải, hợp lý nhất. Thì các bác thấy cái dây đeo này nó tầm như thế này. Còn khi mà các bác mua phải cái form mà cái nó to hơn ấy, size to hơn ấy, thì dây đeo nó phải để thêm cả đến một phân nữa thì nó rất là thô nhá. Dây đeo các bác nhìn này, rất là chắc chắn. Khóa là khóa bấm này, nha, khóa bấm này. Các bác nhìn cái dây này, to bằng dù, dệt đẹp. Có cái khóa cho các bác tăng giảm theo cái cỡ bụng của các bác nhé. Đây, các bác tăng giảm theo khóa này. Cái này thì rất là dài, phù hợp cho tất cả các bụng, bụng nào cũng vừa. Như tôi bụng nhỏ đây, tôi sửa vào như này, tôi sửa như này. Cái này là dành riêng cho việc đeo hông. Đây, các bác sửa đi. Các bác kéo dây lên để khóa lại. Đấy. Rồi, đeo làm sao cho thoải mái. Cái túi này đặc biệt nó có riêng một ô để các bác thả chai nước, có nghĩa là người ta thiết kế cho nó là ô hình tròn. Các bác thả chai nước vào đây. Chai này chai Sting thì quá là lọt rồi. Và các bác sẽ thả được chai C2. Chai C2 không phải nửa lít đấy, chai C2 nhé. Hoặc là chai to hơn một chút. Trên miệng này có một cái thắt như này. Các bác thắt này một chút để khi mà các bác có nghiêng chối thì nó không bị chui ra nhé. Đấy, nó có dây thắt này. Ô này là dành riêng nhá, để đựng chai nước. Thì nó hình tròn như này. Đấy nhá các bác nhá. Và tiếp theo ô bên cạnh này là cái ô để mình đựng đồ. Cái mặt trước này ấy, nó trang trí khá là kỹ, diêm rúa hết đấy nhá. Cái tai này là cái tai nắp túi. Đây. Đây, có một ô nhỏ đó, thì giúp các bác có thể để hộp quẹt bật nửa đấy, thuốc lá nhá. Đây, cài vào đây. Các bác muốn gọn hơn, các bác lấy khóa này kéo lên, kéo dày lên một chút cho nó gọn này. Hai ô này là kết cấu giống như nhau, có khóa này và số đo bằng nhau, chừng khoảng 4 ngón tay mình đút vừa đấy, để hộp quẹt để thuốc lá nhá. Và tiếp theo là cái ô phụ này, các bác nhìn nhá, tất cả cái này đều có đường khóa to và trơn, tay kéo khóa bấm bằng dây dù chuôi nhựa, tạo ra phong cách rất là đẹp. Còn cái này đảm bảo với các bác là hàng rất là trơn tru rồi. Ô này là ô phụ này, giúp các bác để giấy tờ, tiền, chứng minh nhé. Ô này là ô mỏng thôi. Tiếp theo là đến ô chính. Ô chính này thì nó sẽ số đo sẽ rộng hơn. Cái này nó rộng khoảng 4 phân nhá. Cái này túi tôi áng chừng cho các bác đi. Cao 20 phân.
Đây, con bè ngang này thì khoảng 18 phân đến 19 phân. Bè cao nó cao hơn một chút, bè ngang nó đạt 18 phân đấy. Đây, thì cái này là giúp cho các bác để dụng cụ đi bẫy này, để điện thoại này, máy nghe nhạc này. Đi bẫy thì có thể các bác để được giò cu gáy nhá, hoặc là giò gà kiểu đa năng, kiểu Thái Lan. Chứ còn nếu mà giò gà bắp chuối thì nó sẽ soạn dài hơn một chút, nó sẽ bị cong giò. Đấy nhá, các bác nhá. Hả? Đây nhá các bác nhá. Thế còn phía trong này lại tiếp tục có một cái ngăn nhỏ nữa nhá. Ngăn nhỏ này gọi là ngăn bí mật nhá. Cái này là tôi bảo cho các bác biết thôi. Các bác có mua về thì đừng có bảo là vợ là có ngăn này nhá. Đấy, đừng có nói vợ là có ngăn này. Có gì thì mình còn dao găm ở đây nhá. Đấy, ngăn nhỏ này. Rồi nhá các bác nhá. Rồi. Màu là màu thực tế như thế này. Màu xanh rèn gì? Xanh rèn gì? Xanh đốm nhá. Xanh rèn gì? Các bác mua cái này thì các bác cứ bảo là bán cho tôi túi đeo hông, đựng chai nước và màu rèn gì? 200.000 một cái, đã bao ship đi toàn quốc nhá. Rồi nhá. Đây, cái dây này thì các bác cài gọn lên. Cài gọn lên. Các bác có thể đeo về phía trước này. Có thể đeo về phía trước như này nhá. Rất là đẹp. Đơn giản nhá, đựng được rất nhiều phụ kiện đấy. Hoặc là các bác đeo về sau như này. Đây này cho nó gọn nhá. Thì đối với túi này có thể áp dụng cho anh em đi bán hàng. Anh em đi bán hàng mình đựng tiền để mình phối mình trả lại cho khách nhá, cũng rất là tiện. Đấy, các bác đã xem được cơ bản và chi tiết cái túi này rồi, các bác nắm được rồi. Hàng thì có rất là nhiều, giá các bác đã biết rồi, 200 một túi. Bây giờ chỉ còn hình thức mua hàng thôi, rất là đơn giản. Các bác hãy nhấc điện thoại lên và alo tới số điện thoại trên màn hình nhá. Hàng ship COD đến tận nhà cho các bác. Các bác có quyền bóc ra xem và kiểm tra cái túi đúng như thế này thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau.